Xin cho lòng chúng con không oán hơn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống hiến dâng phục vụ và hướng đến ân tình trời cao. Hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Lòng chúng con như mang cỏ tỏa nồng hơi ấm, đến nơi ngài náu thân khi xuống trần một đêm cô vắng. Cho con đường uý an, ai khóc than, ai đắng cay, giọt nước mắt sẽ đến nụ cười và tiếng hát vang tận trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi. Cùng toàn thể quý vị, bài thánh ca Để Chúa đến mà tập thể ca đoàn Cecilia giáo xứ Nghi Lộc vừa thể hiện là lời mở đầu cho chương trình đêm nhạc hội 14 mừng Chúa Giáng sinh năm nay với chủ đề Hoan ca Emmanuel. Chúng con anh Tuấn và Hồng Nhung rất vinh dự khi được đồng hành cùng với chương trình đêm nay. Lời đầu tiên cho phép chúng con xin được gửi lời chào trân trọng và lời chúc bình an tới quý cha, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, các vị khách quý cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa và bạn bè gần xa đã hiện diện trong đêm nhạc hội mừng đại lễ Giáng sinh năm 2017 tại giáo xứ Nghi Lộc chúng con đêm nay. Kính thưa quý vị, ca khúc Để Chúa đến mà chúng con vừa trình bày là một bài thánh ca quen thuộc chúng ta vẫn thường nghe trong mùa vọng, mùa của tin yêu, hy vọng và đợi trông đấng thương sai người đến. Sự chờ mong và niềm hy vọng của chúng ta hôm nay tựa như những nốt nhạc vui tươi cùng ngân lên rộn ràng, hòa vào niềm hân hoan với toàn thể nhân loại để đón mừng ngày Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Cùng với nhau, chúng ta đang say trong niềm hạnh phúc được tỏa lan từ hơn 2000 năm nay.
cùng với nhau, chúng ta đang bước đi trong ánh sáng thánh thiêng, chiếu rọi từ thành Bethlehem xưa, khởi đi từ một đêm đông lạnh giá, nơi máng cỏ đơn sơ nghèo hèn. Kính thưa quý vị, hiện diện trong chương trình nhạc hội Hoan ca Emmanuel đêm nay, chúng con hân hạnh sự chào đón hiện diện của cha xứ Giuse Nguyễn Văn Chính. Chúng ta cùng dùng một tràng vỗ tay để chào đón mừng cha. Chúng con chào đón sự hiện diện của cha quê hương Gioan Bautista Nguyễn Quốc Tuấn. Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay để chào mừng ngài. Chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của cha Phêrô Nguyễn Đình Dung. Chúng ta cùng dùng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Về dự chương trình nhạc hội đêm nay còn có quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, quý khách xa gần. Bên cạnh đó là sự hiện diện của anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo. Chúng ta cùng chào đón nhau bằng một tràng pháo tay thật lớn và thật dài. Vâng, và để chính thức khai mạc đêm nhạc hội mừng Chúa Giáng sinh năm nay, chúng con trân trọng kính mời cha quản xứ lên sân khấu để khai mạc chương trình. Chúng con trân trọng kính mời cha. Trọng kính cha tiền nhiệm, kính thưa cha quê hương, kính thưa quý thầy, quý hội đồng mục vụ, quý quan khách xa gần. Lời đầu tiên cho phép con được thay lời cho cộng đoàn giáo xứ Nghi Lộc. Xin có lời chào và lời chúc gửi tới cha tiền nhiệm, cha quê hương, quý thầy. Nguyện xin Chúa hài đồng ban cho quý cha luôn luôn được bình an. Xin Chúa hiện diện đồng hành với quý cha trên bước đường học tập cũng như trong công tác mục vụ. Xin kính chúc quý hội đồng mục vụ, quý thầy, quý cộng đoàn, quý quan khách xa gần về với giáo xứ Nghi Lộc chúng tôi hôm nay. Xin chúc mọi người chúng ta hưởng trọn vẹn niềm vui đêm nay. Và nguyện xin bình an của Chúa Giêsu hài đồng hiện diện nơi mọi người, mọi gia đình trong cuộc sống hàng ngày. Nhất là trước thềm của năm mới 2018, tôi xin gửi đến các quý vị cũng như gia đình các quý vị một năm mới luôn luôn được bình an, được nhiều ơn Chúa trong cuộc sống hàng ngày, để rồi chúng ta cùng góp phần trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Cùng với giáo hội chúng ta tiếp tục loan báo tin mừng Giáng sinh đến cho những anh em, những người chưa nhận biết Ngài. Và hòa chung với niềm vui giáo xứ hôm nay, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã về với giáo xứ đóng góp cái niềm vui trong đêm hôm nay. Giờ đây tôi xin công bố Hoan ca Emmanuel được bắt đầu. Của cha quản xứ, xin cộng đoàn cùng cho một tràng pháo tay để cảm ơn ngài.